Hello, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay ngày mai ra đây chuẩn bị đi ra ngoài này mọi người. Cô đang rửa xe này. Xe của mày có định ra cha. Mai à, mai đem xe nó có rửa không? Nó bóng rồi. Lấy cái gì à? Lấy cái nào lấy bóng được. Quầy ném, không được quầy. Lấy cầu đẹp. Lấy cầu. Xe cứu hỏa tới đâu hả?
đây ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống đó, sặc sặc rồi đây, hư này. Đúng là cô bị quá. Đúng, cũng khặc khặc rồi tí là xỉu quá. Tao vẫn để cái ấy ở trên đấy. Vẫn cứ để cho. Cái mới con mới ra hôm qua. Đến nhà anh Tuấn thăm lại mà anh Tuấn bị Covid cho nên không dám vào nhà. Vào chơi một tí rồi ra đây. Thôi nha, thay thành kia của anh nhé. Đúng rồi cả. Go, go, go. Thì đi chơi không? Ừ. Đi chơi không? Chơi nhá. Chơi đi. Đi, đi chơi. Đi chơi, đi, đi chơi. Chơi nào, đi. Đi, đi chơi. Chơi không? Chơi. Chơi đi. Chơi. Chơi không? Chơi. Đi chơi. Đi chơi, đi chơi, đi chơi, đi chơi. Đi chơi, đi chơi, đi chơi. Thế thì ơi. Thế thì à. Quay mặt đây nào. Quay mặt nhìn thế nào. Chảnh thế. Quay mặt đây đây. Mặt đây quay nào. Mặt đây nào. Mặt đây. Ờ, bắt tay giỏi giỏi. Bắt tay. Bắt tay thế đi giỏi quá. Bắt tay thế đi. Chạy thế đi nặng thế. Thế đi mập thế đi bặn thế. Hả? À. Tay thế thì to quá, bắt tay lỏng quá đi thôi. Ừ, bị ngày mai ra đây chẳng mua hoa cho mà bằng mua cho mà hấp thuốc. Đứng chi? Đây này. À, mà đứng đây quay chụp ảnh trước bắt tay, bắt tay, bắt tay, bắt tay. Đây này. Đây này. Đây là. Ừ, giỏi. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Đây thì cứ quay nhỉ. Chứ thì cứ quay nhỉ. Thế thì mới chặt chí. Thế thì mới chặt chí. Thế thì được chai chí. Thế thì cứ thôi chí. Thế thì cứ thôi chí. Thế thì cứ thôi nhỉ. Thế thì cứ thôi nhỉ. Chứ mình có kìa. Con em nhỏ, học dở và lớn thì học rồi. Ngộ vậy nha, đừng có tưởng là lúc nó trẻ nào ngu học dở mà lớn lên học giỏi. Bắt tay làm quen nào, bắt tay, nào, bắt tay. Bắt tay nào. Tay. Bắt tay. Bắt tay. Bắt tay ý cái nhỉ. Đẹp trai bắt tay cái nhỉ. Đẹp trai nhỉ. Mà ngoan nào, ngoan nào. Ô, bắt tay mạnh khỏe, bắt tay. Thế thì tay nặng thế. Tay thế thì mập thế. Tay thế thì mập quá đi thôi. Tay thế thì mập quá. Em mập. Thế thì đẹp không nhỉ. Thế thì ngoan thế nhỉ. Thế thì ngoan quá đi thôi. Thế thì ngoan nhắm nhỉ. Hả? Xong rồi. Nó hôi ghê luôn anh hiểu. Có lẽ ngày nào tuần nào tao mặc cái gì buồn cười nha. Mặc cái gì buồn cười nha. Nhìn chiêu, nhìn nó thương thế. Nhìn nó thương thế nhỉ. Giờ nằm im nó quay rồi đó. Hồi đây thấy nó cỡ. Bye bye. Bye thay đi. Lên á, dễ động lắm. Mấy con chó mà nó con không, chó nó hôi. Không, bị nhà mình sạch hơi sạch.